Xin chào các bạn, sau đây thì tôi sẽ gợi ý với các bạn cách giải cái đề thi của tỉnh Quảng Nam năm 2022. Và bài đầu tiên là bài vẽ hình. Nhiệm vụ của chúng ta là vẽ hai hình là cờ Tổ quốc và vòng tròn Olympic ở đây. Người ta có hướng dẫn chúng ta là lá cờ này thì có chiều dài là cho trước. Chiều cao đây bằng 2 phần 3 chiều dài. À, cánh của ngôi sao này thì có khoảng cách từ tâm cho đến đỉnh ở đây là bằng 1 phần 5 của chiều dài lá cờ. Thế còn vòng tròn Olympic đây thì mỗi cái vòng tròn này sẽ có bán kính là 60. Và thôi tôi để mua luôn cho nó nhanh. Thì ở đây là ấn phím 1 thì sẽ là vẽ hình lá cờ có ngôi sao. Và thì nguyên tắc là để vẽ được lá cờ là một cái hình chữ nhật màu đỏ này thì các bạn vẽ rất là nhiều cái hình chữ nhật sát vào với nhau. Thế thì các cạnh sát vào với nhau thì nó sẽ tạo thành cái hình chữ nhật như thế này. Thế còn ngôi sao thì các bạn dùng 5 cái cung tròn. Thế và các bạn có thể dùng thêm một cái nhân vật phụ đứng ở tâm của cái sân khấu này và cho bạn mèo này hướng về nhân vật, sau đó thì vẽ cái cung tròn có góc là 36 độ. Thì nguyên tắc để vẽ cái cung tròn có tô đấy là các bạn cứ vẽ từ tâm ra ngoài rìa này, xong lại quay lại tâm, lại vẽ ra ngoài rìa này, quay lại cứ như vậy cho đến khi nó đủ cái góc 36 độ thì thôi. Thì đấy là bài thứ nhất. Bài thứ hai thì là vẽ 5 cái vòng tròn. Thì tôi nghĩ là cái thao tác vẽ vòng tròn này là thao tác cơ bản, các bạn chỉ cần chọn màu cho nó phù hợp. Rồi các bạn chọn kích thước của cái bút vẽ này nó đậm lên một chút. Ở đây thì tôi dùng cái kích thước là 8. Sau đó thì các bạn căn chỉnh cái vị trí, người ta đã cho sẵn bán kính rồi nên là các bạn căn chỉnh cái vị trí làm sao cho nó phù hợp nữa. Nên là các bạn vẽ các cái hình tròn thôi. Ở đây thì đã vẽ được 3 hình. Bây giờ là hình thứ tư. Cái thủ tục vẽ hình tròn này, cái khối vẽ hình tròn của tôi này tôi đặt cho nó chạy bình thường nên là nó có vẻ hơi lâu một tí. Và đây là khối à, và cái này là hình tròn thứ năm. Vâng, như vậy là xong cái 5 cái vòng tròn Olympic, là hết bài thứ nhất. Thế bây giờ thì tôi sẽ sang bài thứ hai. Bài 2 này thì người ta nói về hai số tự nhiên A và B. A thì nhỏ hơn B và nhỏ hơn 10 mũ 9. Và người ta là yêu cầu tính tổng các số từ A tới B và đếm xem có bao nhiêu cái số mà là bội của A nhưng mà không vượt quá B. Thế thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta là nhập AB, sau đó thì đưa ra hai thông số. Thứ nhất là tổng các số từ A đến B. Cái thứ hai là bao nhiêu số là bội của A mà không vượt quá B. Thế thì cách làm ở đây của tôi là gì? Thế thì tôi sẽ lấy cái trường hợp ví dụ người ta là số từ 2 tới 7 đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì tôi sẽ lấy số đầu tiên là 2, sau đó cộng 1 thì sẽ ra số tiếp theo, cộng 2 thì ra số này. Thế thì ở đây tôi sẽ không thực hiện phép cộng từ 2 cho đến 7. Thay vào đấy thì tôi sẽ lấy 7 này trừ đi 2 còn 5. Thế mà tôi sẽ có một dãy 5 phần tử là 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà tôi phải cộng tiếp với cả 6 cái lần 2. Bởi vì các bạn thấy là số đầu tiên là 2 cộng 0, 2 cộng 1, 2 cộng 2, 2 cộng 3, 2 cộng 4, 2 cộng 5. Thì có 6 lần 2 thì tôi sẽ là lấy A nhân với cả 6. Xong đó lại cộng tiếp với cái tổng từ 1 cho đến 5. Thế cái tổng từ 1 đến 5 thì tôi cũng không có tính là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5, mà tôi sẽ thực hiện lấy số đầu cộng với số cuối này. Đấy, rồi nhân với cả số các chữ số chia cho 2. Thế nếu mà cái dãy nó là chẵn, tức là nó có số phần tử là chẵn thì các bạn chỉ cần như vậy là đủ. Thế nhưng mà cái dãy ở đây nó là lẻ bởi vì nó có 1, 2, 3, 4, 5 thì các bạn cần phải cộng với cả cái số ở giữa đây nữa. Thế thôi. Thế là các bạn sẽ có tổng của các cái con số. Nhắc lại là tôi sẽ lấy là số A nhân với cả số các cái chữ số ở trong dãy này. Tiếp theo là tổng của các số từ 1 cho đến số các chữ số ở đây trừ đi 1. Đấy, và tất nhiên tôi nhắc lại là cái tổng này thì tôi không tính theo kiểu cộng dồn mà tôi tính là số đầu cộng số cuối nhân với cả số cặp. Thì tại sao lại phải làm thế? Bởi vì là các bạn thấy là ở đây người ta cho một cái giới hạn rất là lớn là 10 mũ 9. Thế thì nếu mà chúng ta mà làm theo kiểu cộng dồn ấy, mà người ta đánh số A vào là số 1 và số B là số 999 triệu ấy, thì cái thời gian chạy nó sẽ rất là lâu. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm theo cái kiểu mà
tính số đầu cộng số cuối nhân cả hai thì nó sẽ ăn nhân với số cặp thì nó sẽ rất là nhanh. Thế còn cái câu hỏi tiếp theo thì số lượng bội của cái số A là bao nhiêu, thì các bạn đơn giản thôi, các bạn lấy số B chia cho số A thì cái số phần nguyên mà các bạn thu được nó chính là bội. Ví dụ các bạn lấy là 7 chia cho 2 là số B chia cho số A nó sẽ bằng là 3 phẩy bao nhiêu đấy, nhưng mà 3 thì nó sẽ là cái số mà chúng ta quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì 2 nhân 1, 2 nhân 2, 2 nhân 3 thì 2 nhân 3 nó sẽ ra 6. Nếu các bạn tăng lên thành 8 thì các bạn sẽ thấy là 8 chia cho 2 bằng 4 thì sẽ có là 2 nhân 1, 2 nhân 2, 2 nhân 3, 2 nhân 4. Thì cái câu B này thì tôi nghĩ là tương đối dễ. Thế vâng, đấy là bài số 2. Thì bây giờ tôi phải demo một cái đúng không ạ? Đây thì tôi sẽ chạy trước một hai cái ví dụ như đây số A bằng 2, số B bằng 7 cho nó giống với cả đề bài. Thì các bạn có tổng dãy số là 27. Đấy, số lượng bội là 3. Thì bây giờ tôi tiếp tục là A bằng 2, B bằng 8. Thì bạn có 27 cộng với cả 8 thì bằng là 35, số bội là 4. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhập cái trường hợp xấu nhất A bằng 1 và B thì nó bằng là 10/9 luôn. Thì các bạn thấy là nó tính rất là nhanh. Đấy, A là 1, B là số như thế này. Đấy, tổng thì ra cái này. Còn số lượng bội thì nó ra đúng bằng 10/9 luôn, bởi vì là số nào nó cũng sẽ chia hết cho 1. Và đấy là bài số 2. Bây giờ thì tôi sẽ sang bài số 3. Bài số 3 này thì tôi nghĩ nó không có gì đặc biệt cả, nó là một cái sâu ký tự. Thế thì để mà xử lý được cái sâu ký tự này thì vâng, trước tiên là xem đề đã cho nó dễ. Thế đầu tiên là người ta bảo là yêu cầu nhập vào một sâu ký tự, sau đấy thì chúng ta sẽ đếm xem trong sâu này có bao nhiêu ký tự là 2. Tiếp theo thì chúng ta kiểm tra ký tự đầu và ký tự cuối nó có giống nhau hay không. Nếu mà giống nhau thì in là chữ yes, mà không thì in là chữ no. Tiếp theo là in là sâu đảo ngược. Đấy, thì đây là cái bài demo của tôi luôn. Các bạn thấy là để mà đếm được số ký tự 2 thì chúng ta sẽ duyệt từng cái ký tự 1, thì các bạn sẽ dùng là một cái khối trông tương tự như thế này. Và đấy, nếu mà cái ký tự tại vị trí thứ đếm của sâu ST mà bằng 2 thì chúng ta sẽ tăng cái biến là số lượng ký tự 2 lên thêm một đơn vị nữa. Thế còn đếm là cái biến mà chúng ta sẽ tăng dần từ 1 cho đến độ dài của sâu ST. Đấy là cái đếm ký tự 2. Thế còn để mà kiểm tra xem ký tự đầu và ký tự cuối nó có bằng nhau hay không thì các bạn dùng cái khối như thế này. Đấy, ký tự thứ nhất của ST và ký tự tại vị trí có độ dài bằng ST của ST, và hơi hơi lòng hoàng, hơi líu lo một tí, nhưng mà nó sẽ lấy ký tự đầu tiên và ký tự cuối cùng của sâu ST so sánh với nhau. Nếu mà bằng nhau thì là biến KT đầu bằng KT cuối là sẽ có giá trị là yes, và ngược lại thì sẽ có giá trị là no. Thế còn sâu đảo thì sao? Sâu đảo thì các bạn cho biến đếm chính bằng độ dài của cái sâu ST. Sau đó thì các bạn cho cái biến đếm nó giảm dần. Và mỗi lần biến đếm nó giảm thì các bạn join cái ký tự hiện tại với cái sâu đảo. Mà sâu đảo thì ban đầu các bạn khởi tạo là sâu rỗng. Ở đây thì tôi sẽ thử xem một cái sâu toàn ABCD không có số gì cả. Thì các bạn sẽ thấy là số ký tự 2 là bằng 0, chữ đầu là D, chữ cuối là D, cho nên là đây ký tự đầu bằng ký tự cuối là yes. Đây là sâu đảo. Và đấy là bài số 3. Bây giờ là bài số 4. Bài số 4 này thì tôi nghĩ nó là một cái trò chơi. Trong đấy thì có nhân vật là súng chống tăng, rồi nhân vật xe tăng, rồi nhân vật đạn. Súng chống tăng thì di chuyển lên xuống trái phải. Tuy nhiên đề ở đây nó không rõ lắm, cho nên là tôi có điều chỉnh một chút. Là súng chống tăng nó còn có thể điều chỉnh hướng theo hướng của con trỏ chuột nữa. Còn xe tăng thì là những cái thứ mà chúng ta, súng chống tăng và xe tăng là những cái thứ mà chúng ta sẽ phải vẽ ra. Còn đạn thì chúng ta sẽ dùng một cái quả bóng. Thế thì nguyên tắc ở đây là gì? Đạn thì nó sẽ luôn luôn đi theo xe tăng. Thế mà khi nào mà chúng ta ấn phím space để bắn ý, thì đạn nó sẽ xuất hiện, và cái thứ mà được bắn đi thực ra nó là cái bản sao của cái viên đạn thôi, chứ nó không phải là viên đạn. Viên đạn thì nó vẫn dính vào xe tăng. Bây giờ tôi sẽ demo cái chương trình này một chút và load game. Thì đây là cái chương trình của tôi, bắt đầu là như thế này.
di chuyển lên xuống trái phải, xoay bắn 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 tiếp. Và nếu mà bị chạm vào thì điểm nó sẽ bị reset về không. Đấy, bắn lúc xong rồi là cho con xe tăng này nó chạm vào thì lại reset và lại bắn. Đấy, còn trong quá trình mà chơi này thì các bạn có thể di chuyển sang các hướng khác nhau cũng được. Thì khi mà cái xe tăng này xin lỗi, cái súng này di chuyển thì xe tăng nó cũng sẽ di chuyển theo. Cái chương trình này thì tôi nghĩ là nó không khó lắm, khá là đơn giản. Thì các bạn cứ thong thả làm. Đầu tiên là các cái khối để mà thực hiện cái việc di chuyển của xe tăng. Đấy, rồi điều chỉnh hướng của xe tăng theo hướng của con chỏ chuột. Point towards mouse pointer, tức là chỏ vào hướng, luôn luôn chỉ vào hướng của con chỏ chuột. Thế còn xe tăng thì các bạn cho nó xuất hiện ngẫu nhiên, mỗi lần là một cái bản sao. Thì cái bản sao đấy khi nó xuất hiện thì nó sẽ hướng về phía cái nhân vật súng ở đây, và sau đó thì di chuyển với tốc độ khá là chậm. Thế còn viên đạn thì các bạn dùng một cái quả bóng hay là một cái nhân vật bóng hay gì đấy, các bạn cho kích thước nó nhỏ tí thôi. Thế mà như tôi nói lúc nãy đấy là đạn thì lúc nào nó cũng dính vào súng và nó ẩn đi. Khi mà chúng ta ấn phím space thì nó sẽ tạo ra bản sao của đạn, và lúc đấy thì bản sao của đạn thì nó sẽ bay theo hướng của chuột, mà hướng của chuột thì cũng là hướng của súng luôn, thì trông nó sẽ là hợp lý. Vâng, tôi nghĩ là clip này thì đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip sau.